Vâng, hơn 6.200 trường hợp đánh nhau phải nhập viện. Đây thực sự là một con số đáng báo động và khiến cho nhiều người lo lắng và tự đặt ra câu hỏi. Phải chăng bạo lực đang ngày càng gia tăng trong xã hội? Người Việt Nam vốn hiền lành chân chất hay đã trở nên hung hãn hơn? Và đâu là nguyên nhân chính của thực trạng này? Các chuyên gia trong phóng sự sau đây sẽ giúp chúng ta phần nào có được câu trả lời. Đây là những hình ảnh không còn xa lạ với nhiều người khi nhắc tới lễ hội Thánh Gióng vừa mới diễn ra vài ngày trước tại Sóc Sơn, Hà Nội. Hàng chục người cầm gậy guộc, sẵn sàng vụt tới tấp để tranh giành hoa tre cầu may. Cảnh tượng ẩu đả này khiến nhiều người cảm thấy phản cảm. Tuy nhiên, xét từ góc độ văn hóa, nó lại có một ý nghĩa khác. Bao nhiêu thanh niên trai tráng gọi là lăn xả vào rồi mới dẫm đạp lên nhau. Đúng không ạ? Có thể là gây gổ với nhau để mà giành lấy một cái phần lộc trong cái hội rước lễ đó. Thì ta nhìn ta thấy rằng nó hơi lộn xộn và có thể ta thấy rằng là nó cũng có thể là thiếu văn hóa. Đúng không ạ? Nhưng mà chính trong cái sinh hoạt văn hóa làng xã đó thì đấy chính là những khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Đấy chính là những sinh hoạt mà mang tính chất cộng đồng hay nhất. Đúng không ạ? Để cho gọi là chứng tỏ là cái khát vọng của con người hướng tới mùa xuân, hướng tới những cái gọi là sản xuất và hướng tới những cái cầu mong được cái mùa màng bội thu và cuộc sống no đủ. Theo các chuyên gia văn hóa, một trong những hành vi tín ngưỡng của người Trung Cổ là cướp lộc và cho phép đả thương, thậm chí là đổ máu chết người. Ngày nay, khi phục dựng những giá trị được cho là di sản văn hóa phi vật thể của cha ông, chúng ta đã làm sống lại những hành vi như chém lợn, đập trâu, cướp lộc. Nhiều người lo ngại những hành vi bạo lực, chém giết từ lễ hội này có thể làm ảnh hưởng tới tâm lý, nhận thức, hành vi của người dân. Trong cái lễ rước kiệu hoa đó thì người ta nghĩ rằng cái việc cướp là phải dùng gậy gộc. Và chính bản thân lãnh đạo nói rằng chúng ta có phải đánh nhau đâu, mà đấy là chị họ tự vào để họ đứng trước những cái gậy như thế. Thì tôi nghĩ rằng đây là một câu nói rất là thiếu trách nhiệm. Và đấy không thể là lợi dụng những cái giá trị truyền thống như thế để trở thành những cái giá trị bị biến tướng đi. Con số 6.200 người nhập viện, 15 người tử vong do đánh nhau chỉ vài ngày Tết ngắn ngủi vừa qua cho thấy người ta dường như ngày càng dễ mất kiểm soát, dễ vung nắm đấm ở bất cứ tình huống và trường hợp nào, từ những va chạm nhỏ nhất. Rượu bia vẫn được coi là nguyên nhân trực tiếp, còn nguyên nhân sâu xa hơn của vấn nạn này lại nằm ở bản thân của xã hội chúng ta đang sống. Không phải là lấy những cái giá trị đâm chém cướp ra để mà trở thành đấy là một cái bản sắc văn hóa cần phải gìn giữ. Và các quan chức họ đã làm cho dồn nén những cái sự ức chế trong những cái người dân lao động vất vả hàng ngày thì họ sẽ có những cái bức xúc nhiều trong xã hội. Và chẳng ai biết được những hình ảnh đau lòng như lễ hội đền gióng hay những vụ xô xát tới mức nhập viện, thậm chí tử vong trong những ngày vừa qua sẽ còn tiếp diễn tới bao giờ.